Hôm nay mình sẽ làm bánh xèo nha. Giờ mình sẽ ngâm đậu xanh nha. Một bánh xèo nha các bạn. Một bánh khọt nha. Giờ mình sẽ cân bột nha các bạn. Nha. Nha là đủ rồi nè. Cho anh em miếng khà no gà nha các bạn. Xong mình sẽ kế bê vào. Mình sẽ bê nha. Kế bê nha. Kế cho 100g luôn. Xong nước cốt dừa nè. Mình sẽ cho 300g. Đấy là thêm 40 á, nên mình phải thêm 80 nữa. Mình cho thêm bia vô là chẳng luôn là 480 luôn các bạn. Rồi mình sẽ trộn đều nha. Sạch nha các bạn. Rồi mình sẽ bỏ lên nóng nha. Khoảng nước cốt dừa nha. Cho miếng cốt dừa vào cho miếng nước rồi mình nấu nha. Mình sẽ nấu nha. Chắc là mình đổ cái lượt cái nước ở trên đi nha. Bột mình đã xong rồi các bạn. Mình sẽ cho trứng vào nha. Mình cho trứng vào nha. Vào luôn nha. Mình sẽ cho hành vào luôn nha. Rồi mình sẽ ủ ở đây 1 tiếng đồng hồ nha các bạn. Nước là mình bỏ đi nha. Xong mình sẽ nấu tiếp nha. Mình nêm chút xíu nha. À, đậu mình chín rồi nha các bạn. Củ sắn mình đã cắt xong nha các bạn. Và xoài đẹp của mình đã xong nha các bạn. Mắm nha. Một chén đường nha. Cho một chén nước mắm nha. Nên mình sẽ làm nước mắm này nha bạn. Cho vào nửa chén. Mình sẽ quậy lên nha. Tùy các bạn nha, tắt các bạn cho nhiều hay ít cũng được nha. Mình có bỏ thêm đồ chua cho nên tắt sẽ mình sẽ cho 4 chén. Mình sẽ cho ớt vào. Mình sẽ cho tỏi vào nữa. À, như vậy là ok. Nước mắm của mình đã xong. Tỏi phần vào phần thịt nha. Để cho thịt tỏi nha. Chút xíu nha. Mình sẽ cho tôm và tỏi điệp vào nha các bạn. Mình sẽ múc ra nha bạn. Xong mình sẽ xào củ sắn nha. Mình sẽ cho ít nước vào cho nó mềm nha. Đây, củ sắn mình xong rồi nha bạn. Mình sẽ lấy lên chất nước ra nha. Này, bộ bánh xèo mình xong rồi nha bạn. Cái bé xanh của mình. Cái đồ chua của mình nha bạn. Mình sẽ cho vào nha. Nước mắm đây. Cái này vào. Mình sẽ làm giảm nóng nha. Mình sẽ cho mỡ vào nha. Bột nha bạn. Nó đỏ đi. Xong. Mình sẽ cho nhân vào nha. Xanh nha các bạn. Rồi mình sẽ bắt lên nha các bạn. Rồi mình sẽ thay dầu tiếp nha.
xong. Rồi cho thêm ít giá nha. Cho thêm ít dầu vào nha. Mình sẽ đập qua. Cái bạn. Này, bánh xèo mình xong rồi các bạn. Giờ mình sẽ chiên bánh khọt nha các bạn. Xong rồi mình sẽ đậy lại một hồi nha. Mình sẽ cho thêm miếng dầu nha. Giờ mình sẽ cho đồ ăn vào nha. Thêm tùm lum tà la. Này, bánh khọt của mình đã xong nha. Ăn với mình nha. Bánh khọt giòn giòn nha. Giòn nha các bạn. Yeah.